Hello, welcome back my channel. This video. Và cái video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đến một cái bài mới. Đó là về kỹ năng an toàn điện. An toàn điện. Ok, an toàn điện là gì? Thì mình sẽ đi vào cái bài ngày hôm nay. Để mình sẽ tắt máy lên tí. Chờ mình tới nha. Rồi. Cái này sao? Ok, và chúng ta cùng đi vào bài. Được, mình bấm một cái lát lên tí nha. Rồi, bấm lên. Bấm nút này để khởi động cái con iPod này lên. Rồi, nhập mật khẩu với nó cái đây. Đây là một giáo trình an toàn điện. An toàn điện là một cái mà các bạn cần phải có nhé, bắt buộc là phải có rồi, nếu không có thì sẽ không làm được đâu. Để mình tắt mạng đi cho nó khỏi nóng. Rồi, ok. Tắt này đi. Tiêu setting, mình sẽ cách nói với bộ lực đây. Bấm một connect. Để làm được cái nghe điện này, chúng ta phải em hiểu về kỹ năng an toàn điện để tránh đi những cái sự cố không may chuyện xui rủi xảy ra. Rồi, một em bóp này nó để lên điện rồi. Mình đổi tí nhé. Rồi, ok. Nó đã connect xong thì mình sẽ gắn vào lỗ tai của mình. Bây giờ thì mình sẽ mở một bản nhạc thật chill để làm cái video tiếp theo. 7 giờ 6 giờ 6 giờ 17 là xong. 7 giờ 17 xong. Rồi, ok. Đây là nhạc remix.
Rồi, ở đây là cái giáo trình an toàn điện. Chúng ta sẽ đi đến với cái cái chương 1 là kỹ thuật an toàn điện, những nguy hiểm dẫn đến an toàn điện, những kỹ thuật dẫn đến an toàn điện. Mình sẽ mở một cái nốt người bình thường để thêm về bề mình nhớ mong một thời người sau vẫn được với người ở hiện tại cũng có người chúng ta cũng cay ai cũng trông thấy ông lòng lòng sống trở lại một cái không ok. Đó là cái kỹ thuật đánh đồng điện, những nguy hiểm dẫn đến những nguy hiểm này. Mở sẽ mắc khai ra. Ok, đây mình chỉnh lại cycle 18. Ví dụ như là ok, bạn bỏ những nguy hiểm. Những nguy hiểm dẫn đến an toàn điện. An toàn điện. Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn do dòng điện, dẫn đến nhầm tí á, dẫn đến tai nạn do dòng điện. Ok. Cái thứ nhất. Rồi. À, điện giật. Nguyên nhân là do chúng ta sẽ tiếp xúc, nguyên nhân là chúng ta tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với các phần tử có điện áp để phòng tránh điện áp. Để phòng tránh tác hại của do tiếp xúc điện thì việc đầu tiên thiết lập các hệ thống bảo vệ là rất là quan trọng. Đây. Ví dụ hệ thống bảo vệ ở đây thì nó gồm có những gì? Thì mình sẽ hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ. Ok. Rồi hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ ở đây cũng như là cái thứ nhất của mình là cầu chì. CB. CB chống giật. Chống giật. Hoặc là CB chống gió. CB chống gió. Ok. Aftermax. 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 Là cầu chì để về dẫn đến aftermax. Đây. Rồi hiện tại thì có hai cái đó rồi. Tiếp xúc trực tiếp bao gồm là tiếp xúc với các phần tử đang có điện áp làm việc, ví dụ như là một cái trụ, ví dụ là một cái máy, một cái máy có điện thẳng này, nó đang làm việc thì chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái nguồn điện đó thì nó sẽ gây tai nạn điện cho chúng ta. Ok. Tiếp xúc với các phần tử đã được cắt điện khỏi nguồn nhưng vẫn còn điện do dây điện, do còn điện dung hay là điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các trang bị khác đặt gần.
để bảo vệ và phòng tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp gây ra thì người ta đã thiết lập rất là nhiều phạm vi phạm quy trình an toàn điện tiếp xúc trực tiếp và nguy hiểm cho chúng ta có thể không thấy biết trước hay là cái cảm giác được và có biện pháp an toàn. Tiếp xúc gián tiếp tiếp xúc với rào chắn, vỏ máy và thanh thanh răng hay là tiếp xúc với các trang thiết bị điện mà chúng ta có thể đã có điện gây chạm điện hoặc là tiếp xúc với các phần tử có điện áp cảm ứng do ảnh hưởng đến điện tĩnh điện áp khi con người chịu tiếp xúc gián tiếp hay còn là điện áp tiếp xúc. Đấy, quy trình nó là như vậy. Tiếp xúc gián tiếp bao gồm là tiếp xúc với đầu trắng. Đấy. Tiếp xúc với dầu trắng với thiết bị điện này ảnh hưởng đến tiếp xúc trong điện và tiếp xúc với các phần tử điện áp do ảnh hưởng đến tĩnh điện. Rồi, trong cái trường hợp này là Y người là điện áp của người sẽ bằng là U người chia cho R người. Công thức đến điện chờ công thức đó là Y bằng U chia G để chia ly R đấy tức bằng Y chia R như ở trên cái nhá mình hồi này chúng ta cùng xem. Điện áp này thường xuất hiện ở trong các ở gần các cọc tiếp đất hay gần ở các vị trí dây mang điện rớt xuống khi dòng điện chạy qua hệ thống nó đất đi vào trong lòng đất hay do một dây dẫn có điện áp bị đứt rơi từ trên đất thì đất sẽ là điện trở đối với dòng điện này chỗ này của đất sẽ giảm theo khoảng cách kèm xe đối với dòng điện chạy vào đất đến với một khoảng nào đó thì khoảng 20 mét thì điện trở này thực tế sẽ bằng không với 68% là điện áp rơi rơi trong khoảng là 1 mét 24% là từ 1 mét đến 1 đến 10 mét vùng mà mật độ dòng điện bị trượt tiêu gọi là vùng điện thế không điện áp bước càng lớn khi người càng đi vào gần cực tiếp đất trong khu vực này thì con người nên di chuyển với những bước ngắn để bảo vệ dòng tai nạn điện do tiếp xúc việc mắt rời ly bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đất không nhằm mục đích chính là tránh gây tai nạn do tiếp xúc mà các rời ly này được gắn với mục đích là bảo vệ có tiếp xúc gián tiếp này ví dụ như là UB sẽ bằng là V chân trừ 1 là U tiếp xúc bằng V tay trừ. Ví dụ hai chân của cái người ở chúng ta thấy ở trong hình này đã đứng chặt vào nhau đúng không? Thì cái điện áp bước của này sẽ là bằng không với khoảng cách là cái motor này bị rò điện nè thì người này cũng là một khoảng cách 20 mét như nhau nhưng mà hai chân của người này thì giãn ra thì bề chân của người này có một khoảng cách rất là
bên tay nha, bên trong, bên tay. Nếu bị tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp rất quan trọng vì khả năng xảy ra cao mà lại khó lường trước được. Việc mắc rơ ri bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đó không là mục đích chính là tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp, mà các rơ ri được gắn với mục đích là bảo vệ. Rồi, đây là cái ký hiệu tổng quan về bảo vệ tránh tai nạn do dòng điện gây ra. Dòng điện tản trong đất, đốt cháy điện nguyên nhân do ngắn mạch nguy hiểm thường xảy ra khi thay cầu chì hay mở dao gắt ly, khi lưới điện đang có tải hay đang bị sự cố. Thường tai nạn do đốt cháy điện xảy ra tiếp xúc trực tiếp, lúc này thì có dòng điện rất lớn chạy về người gây đốt cháy cơ thể, hỏa hoạn và nổ. Tai nạn điện do hỏa hoạn và nổ gây ra thì rất ít so với bị điện giật. Hỏa hoạn nguyên nhân là do dòng điện quá giới hạn, do hồ van và do các điều kiện để chúng ta vận hành. Nguyên nhân gây tai nạn điện. Thứ nhất đó là đốt cháy điện. Hai là hỏa hoạn. Phóng điện. Phóng điện do điện áp cao. Điện cao áp. Năm. Đó rồi. Đây. Đây là bốn cái chúng ta cần. Đấy. Hai là ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người. Do điện giật và đốt cháy điện, cơ thể người có dòng điện đi về sẽ làm tổn thương hoàn toàn các bộ cơ thể, nhất là khi dòng điện đi qua tim và hệ thống thần kinh. Dòng điện này làm cho các sợi cơ tim dây là nằm với trong sự tử vong. Rồi, sự đốt cháy do hồ van điện sẽ gây ra hậu quả rất trầm trọng, có thể phá hủy một bộ phận hay một cơ thể của con người. Dòng điện càng lớn thì sự phá hủy cơ thể cũng càng nghiêm trọng. Các yếu tố xác định tình trạng nguy hiểm của điện giật giới hạn cho phép cường độ dòng điện chạy qua người. Giá trị lớn nhất của dòng điện không nguy hiểm cho con người là 10 ampere, 10 mA cho đến đối với dòng AC và 50 mA đối với dòng DC. Giá trị lớn nhất dòng điện không gây nguy hiểm cho con người là 10 mA đối với dòng AC và 50 mA đối với dòng DC. Đối với dòng AC thì cường độ dòng điện từ 10 tăng lên 50 mA thì cơ thể con người sẽ khó thoát khỏi vật mang điện do sự co giật của cơ bắp. Khi cường độ dòng điện cao hơn 50 mA thì sẽ dẫn đến tình trạng tử vong. Đường đi của dòng điện về người là khi dòng điện về tim hay hệ thần kinh thì mức độ nguy hiểm càng cao. Dòng điện đi chân tới chân và tay tới tay và tay trái tới chân và tay phải tới chân. Thì phân loại dòng điện về tim thì phi phần trăm á, thì chân tới chân, ví dụ một chân của mình nó tiếp xúc với một dòng điện thì chân thì nó sẽ chạy về dòng điện và về chân kia đấy, thì tiếp xúc nó rất là 0.4%, thì nó rất là nhỏ.
chân vai chân mà rất là nhỏ. Còn tay vai tay, ví dụ như hai tay chúng ta chập vào nhau thì tay vai tay nè thì nó cũng là 3,3%, và tay trái chạm vào và chân thì 3,7, và tay phải và chân thì 6,7. Và chúng ta sẽ đánh giá chung là từ tay phải tới chân thì nó nguy hiểm nhất, đấy, nguy hiểm nhất đó trong điện của người. Tình trạng sức khỏe của người bị dị dạng, người đang mệt mỏi uống rượu, chị em hay phụ nữ bị dị dạng trầm trọng hơn cùng với điều kiện sản xuất sức khỏe. Tần số điện công nghiệp là 50 Hz, nguy hiểm hơn dòng đơ sơ, do đó tạo nên sự rối loạn mà con người có thể tự tách mình khỏi nguồn điện. Ở lưới điện e sơ thì dòng điện dung sẽ làm tăng giá trị dòng điện tổng qua cơ thể con người. Còn trong lưới điện đơ sơ không có dòng điện, không có điện dung, không có điện dung của lưới. Tần số càng cao thì điện giật càng ít và nguy hiểm, tuy nhiên thì đốt cháy tạo nên bởi tần số càng cao càng nghiêm trọng. Môi trường xung quanh, độ ẩm, nhiệt độ càng cao thì càng nguy hiểm do con người giảm tính chủ động khi điện giật. Khi tai nạn do điện giật, khi con người chủ động ít gây nguy hiểm hơn thì chủ động thời gian dòng điện đi qua con người. Thời gian điện giật cho phép phụ thuộc vào thể trạng của con người và cường độ của dòng điện. Dòng điện 10 A là 10. Thời gian đủ để tránh điện giật nguy hiểm là T sẽ bí hơn 0.2 Z. Đây, đây là trên cái sơ đồ của chúng ta. Rồi, sắp ở trong đường chờ mọi người. Lưới điện 3 pha là nối đất. Điểm trung tuyến nối đất với một điện trở trở thành điểm hay không? Quyết định là y người, dòng điện đi với cơ thể người, với người dòng điện cơ thể người. Mang điện, màng điện đơn giản, màng điện đơn giản cách điện nối đất khi chạm phải một phe. Đường tình em thua, đường đua, đường tình em thua, đường đua trong cùng nhé. Nhận xin thêm một nồng.
sang tới trong cô nương trong không cần chưa để mình check xem thử cái kênh nào bật tiếng tiêu không nha. Khi chạm vào hai dây đường đi, đây là cái sơ đồ khi chạm vào hai dây đường đi, nó sẽ giống như này.
Đợi mình tí nhé, mình check cái thông tin này mình tí nhé, mình sẽ quay lại chúng ta hướng dẫn tiếp cái bài này. Đây, chúng ta sẽ đồng tí. Y người sẽ bằng 3 ô, chia căn bậc 2 của 9 R người cộng cho kia và kia kia. Cho thằng nó. Chưa. Ok, cho thằng tư. Đó rồi. Rồi. Mạng điện trung tính trực tiếp nó đắp đều phòng lại các thiết bị với nó đắp bè phe. Dây mạng trung tính trực tiếp nó đắp đeo phong là các thiết bị cụ thể giúp nó bé phe, mục đích là khi dây dẫn sẽ một đóng với việc
Vâng, quên. Cái kênh phải nhé, cái lòng bình. Rồi, đây là chúng ta sẽ xác định đây là cái công thức tính của vuông. Như bạn thấy ở trên cái này thì chúng ta sẽ thấy là một cái công thức tính toán giá trị trên này. Ta thấy là cái này là cái C12, C11 và C22. Rồi, ok.
các biện pháp bảo vệ khi có dòng điện rò rỉ bỏ thiết bị. Khi mà chúng ta cắm một nguồn điện vào một cái thiết bị nào đó để chúng ta ngăn chặn cái rò điện, người bình thường để đem về người nhớ thương một người sau con đường phải U chia cho U CD sẽ bí học bằng 0.001 chia ra RCD bằng lớn học bằng U chia cho 0.01 ôm. Đấy, ở trên màn hình thì chúng ta có thể thấy công thức nó như vậy rồi. Ok, thì là khi có dòng điện đi về khi có dòng điện rò ra chứ khi có dòng điện rò ra về vỏ máy, máy nó sẽ gây là nguy hiểm. Cho người sử dụng và tránh tính được RCD cho phép như sau: lấy điện áp hay dây phe UV có thiết bị tính như sau. Từ đó là tính được RCD cho phép như sau: lấy điện áp phe dây hay UV. Dạ, bài này hết rồi. Cũng tự lợi như đó. Đối với thiết bị có điện áp là dưới 500V thì RCD là lớn hơn 0.5
nhầm quên, đối với thiết bị cạo ép LCD một megaohm, cho 1000W tại những nơi mà môi trường rất ẩm, ướt ép mà không thể khắc phục được thì chỉ số an toàn cho phép giảm xuống nhưng không được quá 0.5 lần tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra thì giá trị đo cách điện cũng không được thay đổi quá nhiều khi cách điện không đạt quy chuẩn an toàn. Nó rất bảo vệ, nó dây trung tính, nó rất lặp lại. Tình trạng sức khỏe thì bây giờ tần số trong điện môi trường xung quanh.
Ok, và cái video của mình đến đây đã kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này. Và những cái video tiếp theo thì mình sẽ làm về điện. Kênh của mình chủ yếu về điện thôi. Các bạn hãy nhớ follow vào kênh mình để tìm hiểu thêm kiến thức về điện nhé. Cái video này thời lượng hơi dài mà các bạn xem đến đây thì mình rất là cảm ơn các bạn rồi. Đây là toàn bộ những cái hệ thống mà mình muốn cho bạn xem, cũng đơn giản không có gì khó ha. Nhưng ok, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Hello, welcome back my channel. This video. Và cái video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đến một cái bài mới. Đó là về kỹ năng an toàn điện. An toàn điện. Ok, an toàn điện là gì? Thì mình sẽ đi vào cái bài ngày hôm nay để mình sẽ tắt máy lên tí, chờ mình tí nha. Rồi cái này sao tí.
tao này. Ok, và chúng ta cùng đi vào bài. Được, mình bấm một cái lát lên tí nha. Rồi, bấm lên. Bấm nút này để khởi động cái cuốn iPod này lên. Rồi, nhập mật khẩu với nó cái đây. Đây, hai mục. Giao trình an toàn điện là một cái mà các bạn cần phải có nhé, bắt buộc là phải có rồi, nếu không có thì sẽ không làm được đâu. Để mình tắt mạng đi cho nó khỏi nóng. Rồi, ok. Cái này đi. Tiêu. Setting mình sẽ kết nối với Bluetooth đây. Bấm một connect. Để làm được cái nghe điện này, chúng ta phải em hiểu về kỹ năng an toàn điện để tránh đi những cái sự cố không may chuyện xui rủi xảy ra. Rồi, một em bóp này nó đã lên điện rồi. Mình đổi một tí nhé. Rồi ok. Nó đã connect xong thì mình sẽ gắn vào lỗ tai của mình. Bây giờ thì mình sẽ mở một bản nhạc thật chill để làm những video tiếp theo. 7 giờ 6 giờ 6 giờ 17 là xong. 7 giờ 17 xong. Rồi ok. Đây là nhạc remix. Rồi, ở đây là cái giáo trình an toàn điện. Chúng ta sẽ đi đến với cái chương 1 là kỹ thuật an toàn điện, những nguy hiểm dẫn đến an toàn điện, những kỹ thuật dẫn đến an toàn điện. Mình sẽ mở một cái nốt
Người bình thường để thêm về bề mình nhớ mong, một tình người sau vẫn được. Với người ở hiện tại cũng không ở chỗ con trai, ai mà khóc trong tháng năm, lòng dẫn trở lại con trai không. Ok, đó là cái kỹ thuật để con điện những nguy hiểm dẫn đến những nguy hiểm này. Mở sẽ mắt khai ra ok. Đây mình chỉnh lại cycle 18 ví dụ như là ok bài 1. Những nguy hiểm dẫn đến con đường những nguy hiểm dẫn đến tai nạn do dòng điện dẫn đến nhầm tí dẫn đến tai nạn do dòng điện. Ok, cái thứ nhất rồi điện giật. Nguyên nhân là do chúng ta sẽ tiếp xúc, nguyên nhân là chúng ta tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với các phần tử có điện áp để phòng tránh điện áp. Để phòng tránh tác hại của do tiếp xúc điện thì việc đầu tiên thiết lập các hệ thống bảo vệ là rất là quan trọng. Đây. Ví dụ hệ thống bảo vệ ở đây thì nó gồm có những gì? Thì mình sẽ hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ. Ok. Rồi hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ ở đây cũng như là cái thứ nhất của mình là cầu chì. CB. CB chống giật. Chống giật. Hoặc là CB chống gió. CB chống gió. Ok. Aftermath. Là cầu chì để về dẫn đến aftermath. Đây. Rồi. Thì hiện tại thì có hai cái đó rồi. Tiếp xúc trực tiếp bao gồm là tiếp xúc với các phần tử đang có điện áp làm việc. Ví dụ như là một cái trụ, ví dụ là một cái máy, một cái máy có điện thẳng này nó đang làm việc thì chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái nguồn điện đó thì nó sẽ gây tai nạn điện cho chúng ta. Ok, tiếp xúc với các phần tử đã được cắt điện khỏi nguồn nhưng vẫn còn điện do dây điện, do còn điện dung hay là điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các trang bị khác đặt gần. Để bảo vệ và phòng tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp gây ra thì người ta đã thiết lập rất là nhiều phạm vi phạm quy trình an toàn điện tiếp xúc trực tiếp và nguy hiểm cho chúng ta có thể không thấy biết trước hay là cái cảm giác được và có biện pháp an toàn. Tiếp xúc gián tiếp tiếp xúc với rào chắn, vỏ máy và thanh răng hay là tiếp xúc
với các trang thiết bị điện mà chúng ta có thể đã có điện gây chạm điện hoặc là tiếp xúc với các phần tử có điện áp cảm ứng do ảnh hưởng đến điện tĩnh, điện áp khi có người chịu tiếp xúc gián tiếp hay còn là điện áp tiếp xúc. Đấy, quy trình nó là như vậy. Tiếp xúc gián tiếp bao gồm là tiếp xúc với đầu trắng. Đấy. Tiếp xúc với dầu trắng, với thiết bị điện này ảnh hưởng đến tiếp xúc trong điện và tiếp xúc với các phần tử điện áp do ảnh hưởng đến tĩnh điện. Rồi, trong cái trường hợp này là Y người là điện áp của người sẽ bằng là U người chia cho R người. Công thức đến công thức đó là Y bằng U chia G để chia ly R. Đấy, tức bằng Y U chia R. Nhưng ở trên cái nhá, màn hình này chúng ta cùng xem. Rồi. Điện áp này thường xuất hiện ở trong các ở gần các cọc tiếp đất hay gần ở các vị trí dây mang điện rớt xuống khi dòng điện chạy qua hệ thống nó đất đi vào trong lòng đất hay do một dây dẫn có điện áp bị đứt rơi từ trên đất thì đất sẽ là điện trở đối với dòng điện này. Chỗ này của đất sẽ giảm theo khoảng cách kèm xe đối với dòng điện chạy vào đất. Đến với một khoảng nào đó thì khoảng 20 mét thì điện trở này thực tế sẽ bằng 0 với 68% là điện áp rơi trong khoảng là 1 mét, 24% là từ 1 mét đến 1 đến 10 mét. Vùng mè mật độ dòng điện bị trượt tiêu gọi là vùng điện thế không. Điện áp bước càng lớn khi người càng đi vào gần cực tiếp đất. Trong khu vực này thì con người nên di chuyển với những bước ngắn để bảo vệ dòng tai nạn điện do tiếp xúc việc mắc rơ ly bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đất không nhằm mục đích chính là tránh gây tai nạn do tiếp xúc mà các rơ ly này được gắn với mục đích là bảo vệ có tiếp xúc gián tiếp. Đấy. Ví dụ như là UB sẽ bằng là V chân trừ 1 là U tiếp xúc bằng V tay trừ. Ví dụ hai chân này hai chân của cái người ở chúng ta thấy ở trong hình này đã đứng chặt vào nhau đúng không, thì cái điện áp bước của này sẽ là bằng 0 với khoảng cách là cái motor này bị rò điện nè, thì người này cũng là một khoảng cách 20 mét như nhau nhưng mà hai chân của người này thì giãn ra thì về chân của người này có một khoảng cách rất là về tay. Nếu về tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp rất quan trọng vì khả năng xảy ra cao mà lại khó lường trước được. Việc mắc rơ ly bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đất không là mục đích chính là tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp mà các rơ ly được gắn với mục đích là bảo vệ
vậy. Rồi, đây là cái dữ liệu tổng quan về bảo vệ tránh tai nạn do dòng điện gây ra, dòng điện tản trong đất, đốt cháy điện nguyên nhân do ngắn mạch nguy hiểm thường xảy ra khi thay cầu chì hay mở dao gắt ly, khi lưới điện đang có tải hay đang bị sự cố. Thường tai nạn do đốt cháy điện xảy ra tiếp xúc trực tiếp, lúc này thì có dòng điện rất lớn chạy về người gây đốt cháy cơ thể, hỏa hoạn và nổ. Tai nạn điện do hỏa hoạn và nổ gây ra thì rất ít so với bị điện giật. Hỏa hoạn nguyên nhân là do dòng điện quá giới hạn, do hồ van và do các điều kiện để chúng ta vận hành nguyên nhân gây tai nạn điện. Thứ nhất đó là đốt cháy điện. Hai là hỏa hoạn. Phóng điện. Phóng điện do điện áp keo. Điện keo ép. Năm. Đó không? Đây. Đây là bốn cái chúng ta cần. Đấy. Hai là ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người. Do điện giật và đốt cháy điện, cơ thể người có dòng điện đi về sẽ làm tổn thương hoàn toàn các bộ cơ thể, nhất là khi dòng điện đi qua tim và hệ thống thần kinh. Dòng điện này làm cho các sợi cơ tim dây nảy nảnh và trong sơ tử vong. Rồi, sự đốt cháy do hồ van điện sẽ gây ra hậu quả rất trầm trọng, có thể phá hủy một bộ phận hay một cơ thể của con người. Dòng điện càng lớn thì sự phá hủy cơ thể cũng càng nghiêm trọng. Các yếu tố xác định tình trạng nguy hiểm của điện giật giới hạn cho phép cường độ dòng điện chạy qua người. Giá trị lớn nhất của dòng điện không nguy hiểm cho con người là 10 ampere, 10 mA cho đến đối với dòng AC và 50 mA đối với dòng DC. Giá trị lớn nhất dòng điện không gây nguy hiểm cho con người là 10 mA đối với dòng AC và 50 mA đối với dòng DC. Đối với dòng AC thì cường độ dòng điện từ 10 tăng lên 50 mA thì cơ thể con người sẽ khó thoát khỏi vật mang điện do sự co giật của cơ bắp. Khi cường độ dòng điện cao hơn 50 mA thì sẽ dẫn đến tình trạng tử vong. Đường đi của dòng điện về người là khi dòng điện về tim hay hệ thần kinh thì mức độ nguy hiểm càng cao. Dòng điện đi chân tới chân và tay tới tay và tay trái tới chân và tay phải tới chân, thì phân loại dòng điện về tim thì phi phần trăm á, thì chân tới chân, ví dụ một chân của mình nó tiếp xúc với một dòng điện thì chân thì nó sẽ chạy về dòng điện và về chân kia đấy, thì tiếp xúc nó rất là 0,4%, thì nó rất là nhỏ, chân về chân mà rất là nhỏ. Còn tay về tay, ví dụ như hai tay chúng ta chập vào nhau thì tay về tay nè thì nó cũng là 3,3%, và tay trái chạm vào chân thì 3,7%, và tay phải về chân thì 6,7%. Và chúng ta sẽ đánh giá chung là từ tay phải tới chân thì nó nguy hiểm nhất, đấy, nguy hiểm nhất đến trong điện của người. Tình trạng sức khỏe của người bị điện giật, người đang mệt mỏi uống rượu, chị em hay phụ nữ bị điện giật trầm trọng hơn cùng với điều kiện sản xuất sức khỏe. Tần số điện công nghiệp là 50 Hz,
nguy hiểm hơn dòng đôi xô, do đó tạo nên sự rối loạn mà con người có thể tự tách mình khỏi nguồn điện. Ở lưới điện ESO thì dòng điện dung sẽ làm tăng giá trị dòng điện tổng qua cơ thể con người. Còn trong lưới điện đôi xô không có dòng điện, không có điện dung, không có điện dung của lưới. Tần số càng cao thì điện giật càng ít và nguy hiểm. Tuy nhiên thì đốt cháy tạo nên bởi tần số càng cao càng nghiêm trọng. Môi trường xung quanh, độ ẩm, nhiệt độ càng cao thì càng nguy hiểm do con người giảm tính chủ động khi điện giật. Khi tai nạn do điện giật, khi con người chủ động ít gây nguy hiểm hơn thì chủ động thời gian dòng điện đi qua con người. Thời gian điện giật cho phép phụ thuộc vào thể trạng của con người và cường độ của dòng điện. Dòng điện 10 mA là 10. Thời gian đủ để tránh điện giật nguy hiểm là T sẽ bí hơn 0.2 set. Đây, đây là trên cái sơ đồ của chúng ta. Rồi, sắp ở trong đường chờ mọi người. Lưới điện 3 phe là nối đất. Điểm trung tính nối đất với một điện trở trở thành điểm hay không. Quyết định là y người, dòng điện đi với cơ thể người, với rơi người, dòng điện cơ thể người. Mang điện, màng điện đơn giản, màng điện đơn giản cách điện nối đất khi chạm phải một phe. Đường tình em thua, đường đua. Đường tình em thua, đường đua, đường tình em.
Để mình check xem thử có kênh nào bật tiếng tiêu không nha. Khi chạm vào hai dây dừng đi, đây là cái sơ đồ khi chạm vào hai dây dừng đi, nó sẽ giống như này. Đợi mình tí nhé, mình check cái thông tin này mình tí nhé, mình sẽ quay lại chúng ta hướng dẫn tiếp của bạn này.
Đây, chúng ta sẽ đồng tí. Y người sẽ bằng 3U chia ra căn bậc 2 của 9 người cộng cho kia và kia kia. Cho thằng mấy? Chưa rồi. Ok, cho thằng 4. Đó rồi. Rồi. Mạng điện trung tính trực tiếp nó đắp đều phòng lại các thiết bị ví nó đắp bè phe. Dây mạng trung tính trực tiếp nó đắp đeo phong là các thiết bị cụ thể giúp nó bê phe, mục đích là khi dây dẫn sẽ một đóng với việc vang lên. Okay. Để mình lọc cái kênh này sẽ cái vang lên. Thank you.
Rồi, đây chúng ta sẽ xác định đây là cái công thức tính của vùng. Như bạn thấy ở trên cái này thì chúng ta sẽ thấy là một cái công thức tính toán giá trị trên này. Ta thấy là cái này là cái C12, C11 và C22. Rồi, ok. Các biện pháp bảo vệ khi có dòng điện rò rê bỏ thiết bị. Khi mà chúng ta cắm một nguồn điện vào một cái thiết bị nào đó để chúng ta ngăn chặn cái rò điện, người bình thường để đem về một người nhớ thương, một người sao không được phải. U chia cho U CD sẽ bí học bằng 0.001, chia ra RCD bằng lớn học bằng U chia cho 0.01 ôm. Đấy, ở trên màn hình thì chúng ta có thể thấy công thức nó như vậy. Rồi, ok.
khi là khi có dòng đường đi qua. Khi có dòng đường đi qua. Khi có dòng đường rò ra chứ, khi có dòng đường rò ra. Và bỏ máy. Máy nó sẽ gây là nguy hiểm. Cho người sử dụng. Cho người sử dụng và tránh tính được RLCD cho phép như sau: lấy điện áp hay dây phe UV từ các thiết bị tính như sau. Từ đó là tính được RLCD cho phép như sau: lấy điện áp phe, dây hay UV. Dạ, bài này hết rồi. Cũng tự lợi như đó. Đối với thiết bị có điện áp là dưới 500V thì RLCD là lớn hơn 0.5. Nhầm quên. Đối với thiết bị cao áp thì RLCD 1 mega ohm cho 1000W. Tại những nơi mà môi trường rất ẩm, ướt ép mà không thể khắc phục được thì chỉ số an toàn cho phép giảm xuống nhưng không được quá 0.5 lần tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra thì giá trị đo cách điện cũng không được thay đổi quá nhiều khi cách điện không đạt quy chuẩn an toàn. Nó rất bảo vệ, nó dây trung tính, nó rất lặp lại. Tình trạng sức khỏe thì bây giờ tần số trong điện
môi trường xung quanh.
Ok, và cái video của mình đến đây đã kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này. Và những cái video tiếp theo thì mình sẽ làm về điện. Kênh của mình chủ yếu về điện thôi. Các bạn hãy nhớ follow vào kênh mình để tìm hiểu thêm kiến thức về điện nhé. Cái video này thời lượng hơi dài mà các bạn xem đến đây thì mình rất là cảm ơn các bạn rồi. Đây là toàn bộ những cái hệ thống mà mình muốn các bạn xem, cũng đơn giản không có gì khó ha. Nhưng ok, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Hello, welcome back my channel. This video. Và cái video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đến một cái bài mới. Đó là về kỹ năng an toàn điện. An toàn điện. Ok, an toàn điện là gì? Thì mình sẽ đi vào cái bài ngày hôm nay để mình sẽ tắt máy lên tí, chờ mình tí nha. Rồi cái này xem tí nhá, an toàn điện này. Ok, và chúng ta cùng đi vào bài. Được, mình mở một cái lát lên tí nha. Rồi, bấm lên. Bấm nút này để khởi động cái con iPod này lên. Rồi, nhập mật khẩu với nó cái đây. Đây, nó một giáo trình an toàn điện. An toàn điện là một cái mà các bạn cần phải có nhé, bắt buộc là phải có rồi, nếu không có thì sẽ không làm được đâu. Để mình tắt mạng đi cho nó khỏi nóng. Rồi ok. Tắt này đi. Tèo. Setting mình sẽ cách nói với Bluetooth đây. Bấm vào connect.
Để làm được cái nghe điện này, chúng ta phải am hiểu về kỹ năng an toàn điện để tránh đi những cái sự cố không may chuyện xui rủi xảy ra. Rồi, một em bóp này nó đã lên điện rồi. Mình đợi một tí nhé. Rồi, ok. Nó đã connect xong thì mình sẽ gắn vào lỗ tai của mình. Bây giờ thì mình sẽ mở một bản nhạc thật chill để làm những video tiếp theo. 7 giờ 6 giờ 6 giờ 17 là xong, 7 giờ 17 xong. Rồi, ok. Đây là nhạc remix. Rồi, ở đây là cái giáo trình an toàn điện. Chúng ta sẽ đi đến với cái chương 1 là kỹ thuật an toàn điện, những nguy hiểm dẫn đến an toàn điện, những kỹ thuật dẫn đến an toàn điện. Mình sẽ mở một cái nốt người bình thường để thêm về bề mình nhớ mong một thời người sau vẫn được với người ở hiện tại. Ok, đó là cái kỹ thuật an toàn điện, những nguy hiểm dẫn đến những nguy hiểm này. Mở smart khai ra. Ok, đây mình chỉ lại cycle 18, ví dụ như là ok 31 31 những nguy hiểm. Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn do dòng điện dẫn đến, nhầm tí, dẫn đến tai nạn do dòng điện. Ok, cái thứ nhất rồi, điện giật, nguyên nhân là do chúng ta sẽ tiếp xúc, nguyên nhân là chúng ta tiếp xúc
trực tiếp hay là gián tiếp với các phần tử có điện áp để phòng tránh điện áp. Để phòng tránh tác hại của do tiếp xúc điện thì việc đầu tiên thiết lập các hệ thống bảo vệ là rất là quan trọng. Đây. Ví dụ hệ thống bảo vệ ở đây thì nó gồm có những gì? Thì mình sẽ hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ. Ok. Rồi, okay. Hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ đây cũng như là cái thứ nhất của mình là cầu chì. CB. CB chống giật. Chống giật. Hoặc là CB chống giò. CB chống giò. Ok. Aftermath. 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 Là cầu chì để về dẫn đến aftermath. Đây. Rồi. Hiện tại thì có hai cái đó rồi. Tiếp xúc trực tiếp bao gồm là tiếp xúc với các phần tử đang có điện áp làm việc. Ví dụ như là một cái trụ, ví dụ là một cái máy, một cái máy có điện thẳng này, nó đang làm việc thì chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cái nguồn điện đó thì sẽ gây tai nạn điện cho chúng ta. Ok. Tiếp xúc với các phần tử đã được cắt điện khỏi nguồn nhưng vẫn còn điện do dây điện, do còn điện dung hay là điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm ứng tĩnh điện do các trang bị khác đặt gần. Để bảo vệ và phòng tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp gây ra thì người ta đã thiết lập rất là nhiều phạm vi phạm quy trình an toàn điện tiếp xúc trực tiếp và nguy hiểm cho chúng ta có thể không thấy biết trước hay là cái cảm giác được và có biện pháp an toàn. Tiếp xúc gián tiếp, tiếp xúc gián tiếp, tiếp xúc với rào chắn, vỏ máy và thanh dằng hay là tiếp xúc với các trang thiết bị điện mà chúng ta có thể đã có điện gây chạm điện hoặc là tiếp xúc với các phần tử có điện áp cảm ứng do ảnh hưởng đến điện tĩnh điện áp khi có người chịu tiếp xúc gián tiếp hay còn là điện áp tiếp xúc. Đây. Đây, quy trình nó là như vậy. Tiếp xúc gián tiếp bao gồm là tiếp xúc với đầu trắng. Đấy. Tiếp xúc với đầu trắng, các thiết bị điện này ảnh hưởng đến tiếp xúc trong điện và tiếp xúc với các phần tử điện áp do ảnh hưởng đến tĩnh điện. Rồi, trong cái trường hợp này là Y người là điện áp của người sẽ bằng là U người chia cho R người. Công thức
xin cho công thức đó là y bằng u chia g để chia ly r đấy, tức bằng y u chia r như ở trên cái nhá, mà hồi nãy chúng ta cùng xem rồi. Điểm F này thường xuất hiện ở trong các ở gần các cọc tiếp đất hay gần ở các vị trí dây mang điện rớt xuống khi dòng điện chạy qua hệ thống, nó đắt đi vào trong lòng đất hay do một dây dẫn có điện F bị đứt rơi từ trên đất thì đất sẽ là điện trở đối với dòng điện này. Chỗ này của đất sẽ giảm theo khoảng cách kèm xe đối với dòng điện chạy vào đất. Đến với một khoảng nào đó thì khoảng 20 mét thì điện trở này thực tế sẽ bằng 0, với 68% là điện áp rơi trong khoảng là 1 mét, 24% là từ 1 mét đến 1 đến 10 mét. Vùng mè mật độ dòng điện bị trượt tiêu gọi là vùng điện thế không. Điện áp bước càng lớn khi người càng đi vào gần cực tiếp đất. Trong khu vực này thì con người nên di chuyển với những bước ngắn để bảo vệ dòng tai nạn điện do tiếp xúc việc mắc rơ ly bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đất không nhằm mục đích chính là tránh gây tai nạn do tiếp xúc, mà chất rơ ly này được gắn với mục đích là bảo vệ có tiếp xúc gián tiếp. Đấy, ví dụ như là UB sẽ bằng là V chân trừ 1 là U tiếp xúc bằng V tay trừ. Ví dụ hai chân này hai chân của cái người ở chúng ta thấy ở trong hình này đã đứng chặt vào nhau đúng không, thì cái điện áp bước của này sẽ là bằng 0, với khoảng cách là cái motor này bị rò điện này thì người này cũng là một khoảng cách 20 mét như nhau, nhưng mà hai chân của người này thì giãn ra thì về chân của người này có một khoảng cách rất là về tay. Nếu về tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp rất quan trọng vì khả năng xảy ra cao mà lại khó lường trước được. Việc mắc rơ ly bảo vệ tác động khi có dòng điện chạy vào đất không là mục đích chính là tránh tai nạn do tiếp xúc trực tiếp, mà cách rơ ly được gắn với mục đích là bảo vệ. Rồi, đây là cái hiệu tổng quan về bảo vệ tránh tai nạn do dòng điện gây ra, dòng điện tản trong đất, đốt cháy điện nguyên nhân do ngắn mạch nguy hiểm thường xảy ra khi thay cầu chì hay mở dao gách ly, khi lưới điện đang có tải hay đang bị sự cố. Thường tai nạn do đốt cháy điện xảy ra tiếp xúc trực tiếp. Lúc này thì có dòng điện rất lớn chạy về người gây đốt cháy cơ thể. Hỏa hoạn và nổ. Tai nạn điện do hỏa hoạn và nổ gây ra thì rất ít so với bị điện giật. Hỏa hoạn nguyên nhân là do dòng điện quá giới hạn, do hồ van và do các điều kiện để chúng ta vận hành. Nguyên nhân gây tai nạn điện. Thứ nhất đó là đốt cháy điện.
cái điểm 2 là khó hỏi. Phóng điện do điện áp cao. Điện cao áp 5. Có không? Đây, đây là bốn cái chúng ta cần. Đấy, hai là ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người, do điện giật và đốt cháy điện, cơ thể người có dòng điện đi về sẽ làm tổn thương hoàn toàn các bộ cơ thể, nhất là khi dòng điện đi qua tim và hệ thống thần kinh. Dòng điện này làm cho các sợi cơ tim dây là nằm với con số tử vong. Rồi, sự đốt cháy do hồ văn điện sẽ gây ra hậu quả rất trầm trọng, có thể phá hủy một bộ phận hay một cơ thể của con người. Dòng điện càng lớn thì sự phá hủy cơ thể cũng càng nghiêm trọng. Các yếu tố xác định tình trạng nguy hiểm của điện giật giới hạn cho phép cường độ dòng điện chạy bên người. Giá trị lớn nhất của dòng điện không nguy hiểm cho con người là 10 ampere, 10 mA cho đến đối với dòng AC và 50 mA.